Cách đây hơn 3 năm, những cái tên Phan Thanh Nhiên, Nguyễn Mậu Linh và Bùi Văn Ngợi liên tục là đề tài nóng trên báo chí với hành trình chinh phục và trở thành ba người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên nóc nhà thế giới, đỉnh núi Everest cao hơn 8.000 mét. Nhưng bẵng đi một thời gian, đến gần đây, ba chàng trai này mới lại được nhắc đến khi Indonesia đưa bộ môn leo tường vào nội dung thi đấu tại SEA Games 26. Với kinh nghiệm của những người từng tham gia leo núi chuyên nghiệp, cả ba là thành viên của đội tuyển leo tường Việt Nam đầu tiên. Cho đến cận kề trước ngày lên đường, đội tuyển leo núi vẫn tích cực tập luyện tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù từng chinh phục đỉnh Everest cao nhất thế giới, vượt qua những khắc nghiệt của thiên nhiên, có lúc đối mặt với những khoảnh khắc sinh tử, nhưng với môn thể thao leo tường lại đòi hỏi những yếu tố khác, đó là sự khéo léo, tốc độ và tính chất cạnh tranh trực tiếp. Đỉnh núi Everest là mình chủ yếu là về sức chịu đựng, ý chí, và mình sẽ có nghĩa là con người mình thách thức với điều kiện thiên nhiên, nhưng mà trong đó cũng có một phần thể lực sức bền chứ không phải là thể lực sức nhanh. Còn đợt này thì bên Nhiên là đi thi đấu leo tường với tốc độ nhanh thì cái cơ này nó khác, bởi vậy là bên Nhiên vẫn cố gắng tập luyện. 6 thành viên của đội tuyển leo tường đều đang làm việc ở những đơn vị khác nhau, nhưng tất cả đã xin nghỉ không lương để tham dự SEA Games vì niềm đam mê. Để chuẩn bị cho chuyến mang chuông đi đánh xứ người đầu tiên, đội đã tập luyện cùng bức tường cao 16 mét gần 6 tiếng mỗi ngày, đều đặn 2 buổi, dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Kenneth Bruce người Canada. Các vận động viên đã tập luyện rất chăm chỉ 6 ngày một tuần, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng gồm nhiều tinh bột, hạn chế chất béo, và tôi nghĩ Việt Nam có nhiều cơ hội để đoạt huy chương ở SEA Games lần này. Tại SEA Games 26, Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở tất cả 4 nội dung của môn leo tường, gồm Speed Track, tức leo tốc độ theo một đường được quy định, Speed Record, leo tốc độ tính giờ, Speed Track Relay, leo đồng đội, Bouldering, leo tường thấp không đeo dây an toàn. Một khó khăn là tường tập luyện ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng khác với tại SEA Games. Tường thi đấu ở Indonesia là tường thẳng, không gồ ghề, và cục thô để bám cũng không giống. Trong khi ban tổ chức chỉ cho đội tuyển các nước làm quen với địa hình thi đấu vỏn vẹn 1 đến 2 tiếng trước ngày thi. Bây giờ thì mình chưa biết được cái đường nó setup như thế nào. Chính vì vậy nên anh em ở đây đã tập chỉ tập luyện những cái tường như các anh vừa thấy đó, đó là chỉ là tường kỹ thuật thôi. Thì mình lúc đó mình tập cái tay chân và cái sức bật của mình cho nó nhanh để sau đó sang đó để mình thích hợp luôn, mình phù hợp luôn mấy đường leo của họ. Indonesia, Philippines, Thái Lan là 3 nước có thế mạnh về môn leo tường trong khu vực. Dù vậy, đội tuyển leo tường Việt Nam vẫn mạnh dạn đặt chỉ tiêu đạt thành tích tốt nhất, có huy chương ngay trong lần đầu tiên thi đấu quốc tế. Theo huấn luyện viên Kenneth, người hiện cũng là chủ một câu lạc bộ leo tường tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, môn thể thao leo tường ngày càng phổ biến với các bạn trẻ. Nếu cách đây vài năm, 80% người chơi tại câu lạc bộ là người nước ngoài, thì nay 90% là người Việt. Để đầu tư cho dụng cụ tập luyện cho môn thể thao này gồm giày chuyên dụng và đai an toàn, người chơi tốn khoảng $200.